chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Theta Soccer. Mưa gió chắc hẳn là những cái gì đó rất là khó khăn đối với anh em khi mà anh em muốn mang bóng ra sân tập luyện bóng đá hay thi đấu bóng đá. Anh em đã chuẩn bị đầy đủ áo quần rồi giày dép tất cả mọi thứ, đùng cả ra sân mưa, ok, rất là dễ nản đúng không? Nhưng ra chẳng có gì khó khăn cả. Nếu như mà anh em có những cái phương pháp, một cái những cái gì đó bí quyết để mình sẵn sàng cho một trận thi đấu dưới mưa, thì hôm nay thì sẽ chia sẻ cho anh em một số cái bí kíp, những cái mẹo của bản thân để anh em có thể chuẩn bị được tốt hơn cho một trận thi đấu bóng đá dưới mưa. Ok, điều tiên là hãy xem dự báo thời tiết nha. Ví dụ như lát nữa mình có một trận thi đấu lúc 7 giờ tối đó, thì mình xem dự báo thời tiết là 7 giờ tối là có mưa hay không. Nên mình đá ở sân Cao Ba Tư đi, là khúc ở Tân Bình, thì mình xem coi vị trí Tân Bình có mưa hay không. Thì nếu mình biết là tối nay có mưa, mình sẽ không bị bỡ ngỡ, mình sẽ không bị bất ngờ gì với cơn mưa đó, và mình sẽ có những cái tâm lý là tối nay mình sẽ đá bóng dưới mưa, đá bóng dưới mưa, thì mình sẽ không bị phục hẫng gì cả. Ok, đầu tiên hãy xem dự báo thời tiết nhé. Còn thông tin về cái app của dự báo thời tiết này mình sẽ để dưới phần description, một cái ứng dụng mình rất là hay xài. Sáng nay mình coi là dự báo thời tiết là chiều là có mưa, đúng, chiều nó có mưa thật, thì chắc chắn sẽ không phải là 100% chính xác đâu, nhưng mà cũng là mình nghĩ chắc cũng phải 80-90% là chính xác. Ok, rồi về ứng dụng xem dự báo thời tiết mình để dưới phần description cho mọi người nha. Rồi, nếu anh em đá bóng dưới mưa thì hãy xài giày để tép, có những cái đinh dầm nhỏ như thế này thì đá sẽ đỡ bị trượt, chứ còn nếu mà xài giày đế bằng như thế này thì sẽ khi mà chạy trên sân thắng gắt thì nó sẽ dễ bị trượt. Còn nếu mà xài giày đế TF thoải mái hơn rất là nhiều. Lát mình đá bên kia, đá dưới mưa, mình sẽ xài giày đế TF nè. Ok, nhớ điều này nha. Rồi, tiếp theo là phong cách thi đấu. Thì trời mưa mà, trời mưa nhất là bóng nó ướt nè, sân nó trơn nè. Bóng nó ướt thì sẽ rất là khó khống chế, nó sẽ dễ bị trượt, đúng không? Còn nếu mà sân nó trơn thì banh nó lăn thì nó sẽ bị trượt nữa này. Thì nếu không cách thi đấu trên những cái ngày trời mưa thế này thì đừng nên kéo gầm đó, đừng nên đạp gầm như thế này đó, đạp gầm như thế này là không nên đạp gầm như thế này, chỉ nên là sử dụng lồng để đỡ bóng, sử dụng lồng để đỡ bóng thôi, chứ đừng nên đạp gầm nhiều quá, đạp gầm dễ bị trượt. Cái hai á là hạn chế chạy quá nhanh. Ok, nếu mà chạy nhanh quá thì thắng lại sẽ bị trượt, nên thành ra thi đấu nên chạy chậm. Rồi cũng đừng nên quá quyết liệt trong những tình huống 5-5. Rồi quyết liệt quá mình không kiểm soát được những cái tình huống của mình, sẽ va chạm mà dễ ảnh hưởng đến chấn thương này nọ. Rồi đi theo anh. Rồi còn cái nữa là anh em hãy thường xuyên tung ra những cú sút sệt và sút thật mạnh, và ưu tiên hàng đầu là hãy sút đúng kỹ thuật nha, đừng cố gắng sút mạnh quá hay gì đó quá, chỉ cần sút đúng kỹ thuật thôi và hãy sút sệt thì bóng nó lăn trên mặt sân nó hơi ướt một tí á, thì bóng nó sẽ đi rất là hiểm, và khi những thủ môn mà họ cản những quả bóng sệt thì sẽ dễ bị trượt qua tay đó. Đó là những cái phong cách thi đấu cho những buổi thi đấu mà có thể thi đấu dưới mưa, sân ướt thì nên khống chế bằng lòng, rồi di chuyển ít thôi, rồi sút sệt, sút xa rất thật nhiều lên và hạn chế di chuyển nhiều. Và khi sút nhớ là giữ thăng bằng thật tốt nha, chân trụ phải chắc chắn, chân trụ mà đặt mà trượt đi một cái là chắc chắn là sút hỏng, chân trụ đặt và chắc chắn giữ thăng bằng thật tốt thì mới tung ra cú sút đúng kỹ thuật được đó. Nhớ đặt trên trụ chắc chắn đó nha. Đó là cái phong cách thi đấu cho những trận thi đấu dưới mưa. Ok, yeah, bây giờ mình đang ở sân K34 rồi anh em ơi. Đó, trời đang rất là mưa nha, chuẩn bị mưa rất là lớn nha, nhưng mà không sao tại vì mình thi đấu sân có mái che. Tại sân K34 có 3 sân nha, có một sân ngoài đấy, là trời đang mưa. Hai sân phía trong này, hai sân này có mái che đàng hoàng nha. Nãy mình nói mình đá ở đây là sẽ không hề bị mưa gì hết. Nếu anh em nào thấy muốn đá bóng mà không bị ướt, không bị
hại bởi thời tiết thì chọn sân có mái che. Sân của anh Thủy, sân K34 thì có mái che ở đây ha anh em ha. Rồi còn nếu mà trường hợp mà mưa quá lớn này nọ thì nếu như anh em đá ngoài trời mà đá mưa quá lớn thì thôi nghỉ, không đá bóng nữa. Nếu như mà đá trên mưa lớn quá, sân ngập hết, anh em sẽ không thể nào mà anh em có thể đá được. Đá sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng của anh em rất là nhiều. Và chưa nói là mưa rồi còn có sấm chớp là nguy hiểm đối với anh em nữa. Nên thành ra nếu như mà mưa quá lớn thì tốt nhất là một là kiếm sân trong nhà như thế này để thi đấu, để chơi hay tập luyện bóng đá. Còn không thì nghỉ nha anh em ha. Ok, nếu em thấy video clip này hay thì like cho biết nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của Thi Ra Soccer. Sẽ còn rất nhiều video clip dành cho anh em. Ok, mình là Thi, xin chào và hẹn gặp lại.